Rồi, xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay ba anh em mình sẽ dẫn cả nhà đi xin rau. Ghê không? Bữa nay Vin sẽ nấu một loại nồi hầm thuốc bắc nha cả nhà. Lên cô xin một ít rau xà lách son. Xà lách son này như xà lách son Thái hay gì á. Cũng rất là ngon luôn cả nhà. Quá trời luôn, bên đây cũng nhiều mà bên đây cũng nhiều nữa. Lên cô 8 xét bên nhà xin. Quá trời đẹp, con này cô 8 tòng kiển. Cái này là cũng nấu canh ăn cũng ngon lắm. Mát hè. Ừ. Cái này là cắt đọt cái vài bữa cái lên nữa à. Ok hen. Quá tài đọt luôn. Vòng vòng đây á, tại là nuôi bò với nuôi dê nhiều cái nhà. Nên trồng ba cái rau này kia tốt lắm. Điển hình là nhà của béo á. Là trò của anh em mình á. Quá tài đọt luôn. Chưa đọt. Chưa đọt hả? Chưa đọt. Mắm. Vô. Chưa đủ đâu. Nãy lấy cái mâm nhỏ quá. Nhỏ quá. Ừ. Lúc mình cầm bó, tay mình cầm thêm. Nha. Lấy xe chạy trước mình lấy cái thao bự bự đi. Lấy thao đỏ. Thao đỏ đúng rồi, thao đỏ. Lấy thao của chén, đừng lấy thao giật đồ nha. Này con Minh. Cầm tay đi. Ăn con một nắm rau. Xà lách son. Cô Minh là trai còn son á cái nhà. Sao luôn hả? Sao không mình? Sao không? Không biết xong rồi. Xong rồi. Nhưng mà đĩa ghê không? Đâu? Eo tốt cái gì? Cái dư hay cái tọn? Cái dư. Rồi thôi về thôi cái nhà. Rớt rớt. Còn cái hình tước ạ. Thì cái hình tước ạ. Bị tước gì đâu. Rồi nó xong hết rồi luôn rồi mình. Bỏ mình. Bỏ ăn với cái gỗ nén luôn rồi. Thèm cái đuôi quá. Gớt nữa. Cầm nguyên cái mâm rau mà ăn bò tưới thôi. Cầm cỏ cho nó ăn thì cũng nhịn quá thì nhịn luôn kìa. Mày ăn đi, ăn đi à. Ăn đi rồi ba chú cháu mình nhịn. Em không nói nay lần mình nó nhảy vô phần manh phẩm thức bò đó. Đọt không à. Lựa lại coi. Mà hai thấy đọt non rồi, hai anh em thấy tàu là đọt non không à. Cái nhà như là già mình ngắt bỏ bóp. Nè cái bịch thuốc bắc của vợ bên mua giùm bên này cái nha. Này thì bên thấy nó cũng đủ vị lắm, giống như cái bịch hồi đó anh Khang hay đem xuống cho anh em mình á. Không biết nó ngon mà cái bịch của anh Khang cho không à. Hồi đầu tiên anh Khang còn đi lại á, đi qua lại nước ngoài anh công tác anh mua về mấy bịch ngon lắm mà giờ cái này không biết sao nữa. Này bên sẽ nấu với cái này nha. Cái này là mua bịch để 65.000 phải không? 65.000. Ừ. Dạ. Rồi coi ra sẽ xong. Mốt cây sinh cổ mới về tổng đi. Ok. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay thì mình sẽ nấu bắp bò hầm. Đây là con thuốc bắc của anh em mình chuẩn bị nè. Hôm nay thì mình sẽ nấu bằng cái phần bắp bò nha. Này này phải bắp bò không béo, hồi nãy mình nói béo hình như béo mua bắp bò phải không? Bắp bò ha. Bắp bò. Mình sao cái này nó không tròn giống cái bắp ha. Ừ. Bắp này bắp bự ha. Còn bắp nhỏ có loại bắp nhỏ nữa, nó mới tròn. Cái này thì mình mua tới 1,5 kg lần nấu cái nồi này giống như nấu anh em làm xong rồi cho đại gia đình luôn. Đại gia đình luôn à. Cắt nhỏ vậy đi cho nó dễ mau mềm. Với lại cắt ra miếng nhỏ nhỏ thì ăn thịt nó sẽ mất ngọt. Mình cắt cái miếng dừa thôi. Giao công nhận cô Tám tốt thiệt chứ. Giờ bữa mình xin em thì mình đọc. Ừ, tao dọn mấy cây. Này là anh em mình ăn nguyên gia đình tới đây luôn á. Cái này thì có một số thành phần theo hồi trước bị hay nấu thì nó có mình sẽ bỏ sau. Dạ. Một số mình thành phần mình sẽ bỏ trước. Như cái này hột đỏ đỏ như là kỹ tử hay vậy. Cục địa kỳ tử tao đi. Cái này là sen nè. Sen hay gì không biết luôn nữa. Này sen. Sen. Đổ ra nha cái nè. Còn cái này là táo nè. Kỳ tử, nêu đỏ là kỳ tử mà Vin không có biết cành gì mấy cái tên này nữa. Kêu hơi cái nhà cười chết luôn. Đó, cái đen đen là phải nấu nè.
Bỏ mấy này lại hơi cho em lưỡi hết để bỏ dưới sau. Lưỡi hết này có nhãn nhục nữa nè. Nhãn nhục nấu cho nó ngọt như vậy. Nó củ sáng rồi mình. không biết tên, không nhớ tên nên không dám nấu luôn. Cái đắng tắng này là không biết luôn. Sôi. Cái này là cái chiêu mà anh Cang anh chỉ Vin nè, nó hầm thuốc bắc cho nhà nấu nước cho sôi rồi ha, bỏ gia vị vô. Cái gia vị của mình nó không có bị tan, vậy cái mùi thơm của nó còn. Mình bỏ vô lúc mà nước nguội á thì nó cũng như hòa tan, nấu lên nó sẽ mất mùi nhiều lắm. Mình cho nó vô nấu. Nấu sôi lên liền. Nấu cho cái này tan nghe cái nè. Cái này ra một chút rồi Vin sẽ bỏ thịt bò vô hầm nha. Trong thời gian mà chờ cái đó nó ra thì mình sẽ chuẩn bị nha. Tí ớt, cái này là không biết cái ăn thuốc bắc có hay ăn chung không. Còn bên thì bên thích làm cái nước chấm á, cái tương đen này, tương ớt với nặng miếng chanh, miếng ớt vô, nên bên sẽ chuẩn bị nha. Hay bé hồi đó giờ bé có ăn cái vụ này không? Không, nó ăn nước tương không. Nước tương không hả? Vậy để hai chuẩn bị nay hay cho hai anh em ăn thử. Ui, nồi nắp nó nóng mà nó mau sâu quá chừng. Mình sẽ cho thịt vô nha cái nghe. Rồi hầm chừng nào cho thịt mềm. Nấu cho đại gia đình ăn luôn á. Nguyên cục ha ha. Thời sát ra lát lát, bắt đầu cái mình lúc ăn á, cứ mình bỏ vô. Dạ. Cái lò này nó cũng độc, nó cũng nghiêng vậy đó. Cái nước nó vàng vàng ha, thuốc bắc nó ra. Đó của anh Cang nó nước nó đen dữ lắm. Dạ. Cái cục màu đen chứ không biết cái đó là kêu bằng cái tên gì mà nó ra dữ lắm. Đánh nắp. Thấy thịt cái ấy nó cũng tông tông rồi nè bếp. Dạ. Xôm thử ha. Cái này thì nó không đen dữ chứ lắm. Nó không có chịu xỉu ta, nước nhiều quá. Ồ, nó cũng hơi mềm rồi nè cả nhà. Mình muốn cho nó mềm chút xíu nữa nha. Nè, miếng dễ dính đây nè. Thì mình sẽ cho phần táo đen, táo đỏ và hồng kia vô. Không biết nói. Hồng kia. Biết táo đen, táo đỏ thôi nè. Biết phân loại nhưng không biết tên đúng không? Không biết tên. Cái này mà anh em mình phải học hỏi mấy cái tên này mới được. Để mốt cô chú cười chết. Mình sẽ nêm thử một cái xíu cho nó có sao à. Nó thơm mùi thuốc bắc rồi bé ơi. Dạ. Chút xíu nữa mình sẽ nêm lại nha cái nha. Cho mềm chứ nữa ăn cho nó ngon. Đúng. Thịt bò mềm tới bến. Mình cho thịt ra nha cái nha. Thịt ra để nguội nữa hai anh em mình cắt ra. Tay một ngựa luôn nè. Ngựa tay một ngựa luôn nè. Thịt này giờ ăn được rồi. Thịt này ngon rồi. Chát vô nè mình ơi. Ôi. Hồi nãy hình như là 6 cục. Ý. Ui. Được chưa? 6 cục cân bò. Nông quá. Để cho ngồi cái đi rồi mình xắt ra. Sao chờ nữa, giờ này thì xử thôi. Béo đừng gõ béo. Chưa cả nhà. Cắn cái miếng này là chấm và tới chỉ luôn á. Mềm luôn á béo. Ngon quá. Đó vậy của mình có ăn hành bát cho ta. Đi chưa? Chưa hả? Dạ. Rồi, sắp cầm ra. Cái bên này nó còn thiếu nhiều chất lắm. Coi chắc mà đĩa hay dừ. Cái chơi đi dừ. Chị giờ con có ăn cơm của mình? Chưa ăn cơm. Cái món này ăn chơi chứ phải ăn cơm. Cặp ra vô. Không có món này ăn mì chứ đâu ăn cơm đâu. Ăn vô. Đó. Chị khói không? Đau nóng. Còn lên. Lên bé ơi. Vô. Okay. Chỉ ăn thôi. Lắm.
trong thời gian mà chờ than lên ngon, Vin sẽ pha cho ba chú cháo ba chén nước chấm. Nay mình cho anh em nó theo gia vị của mình luôn à. Đi ra quán à, không được chơi xài tương ớt này đâu nha cưng. Mình cưng có biết ăn ớt không? Biết chứ. Đấy. Mình bé ăn biết ăn ớt không? Chứ. Với gà với hà lên chút nè. Chắc không. Này nó chấm này chấm rau không chết luôn. Ok. Gắt 1-2 hạt đường lên nữa nghe nha. Con ký đường nữa không được. Ký đường. Này có miếng tỏi ngâm vô nữa cũng được. Ok, bây giờ thì xơi thôi. Rồi xơi chú ra ơi. Còn hấp dẫn gì cả nhà, ba chén miếng chấm thêm dĩa bò và lẩu. Thôi bên mời cả nhà ăn bò hầm thuốc bác cùng ba anh em mình nha. Bé mời cả nhà. Không mời cả nhà. Vô. Rồi lẩu. Đây, cùng mình đi vô hầm bút cho. Cho nó ăn nha, nhãn nhục nè. Ăn nhãn nhục gì vậy? Là nhãn phơi khô á con. Là nhãn nhãn sấy khô. Nhãn sấy khô. Sao không ngồi nhãn sấy đi. Nhãn sấy đi hả? Nhãn nhục. Táo rồi. Đó. Ở cái này là cái gì nè? Nãy than nó lên ngon lắm rồi, còn sôi luôn á tao mà giờ sấy rồi. Bò nữa. Cái này cái nước này nó không có đậm đà như của anh Can hồi trước, nó đen, nước của anh Can hồi trước nó đen lắm. Hai trái táo nữa rồi. Rồi không thấy trái táo rồi. Rồi. Vô nè. Rồi cảm ơn mấy nhiều. Nhẹ nhàng nhìn thấy chưa? Thành Minh, hôm nay nóng rồi con. Chết rồi đi. À, muốn ăn nóng thì để vô, còn ăn nguội thì chấm luôn. Để nó thấm cái vị thuốc vô hết trơn à. Rồi chưa béo. Rồi ha. Cho mày vô luôn. Cho mày vô. Giao xà lách của cô Tám. Em hấp cứng nước kìa. Hấp thử coi. Hồi đó giờ bé có ăn hầm thuốc bắc rồi chứ gì? Có. Cái vị mày nó hôm quá ha. Này cái nó ngọt quá, ngọt vị nhẹ 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 hả? Còn ơi, hồi đó cái gói của anh Càng còn ngon nhất nách nữa. Còn cái gì nữa ngon mà. Ngon lắm chú ha. Ngon. Chấm hứa rồi á. Chú Bình làm nhất nách luôn. Nhất nách luôn hả? Dạ. Nhất nách này thôi đừng ăn. Tớ ngâm nữa còn nhất, còn đau đớn nữa. Ngon lắm. Đi làm một miếng nha cả nhà. Bò làm cũng gạch chấm vô một miếng vậy luôn nè. Hai. Cho táo. Còn nói gì nữa. Cho táo không. Đâu bếp ga luôn cái nhà, bếp than thôi nãy nó cháy giờ nó tắt. Anh em mình đang ngon mà cho nó qua bếp ga. Lẹ luôn à. Vô. Cái bò mềm ngon quá ha. Ừ. Có gần nè, gần có gần có thịt. Có gần có sụn, ngon lắm cái nhỉ. Nước ngọt ngon quá vậy. Rồi rồi mới dùng lại cái món mà hầm thuốc bắc luôn đó nha. Thật chứ món này em không biết nêm luôn. Hồi đó cứ nghĩ là nó khó nấu lắm, nhưng mà tưởng anh Can gì anh chỉ thấy nấu rất là dễ luôn. Nhưng mà chủ yếu là có được cái vị thuốc bắc nó ngon là cái nồi thuốc bắc mình nó sẽ ngon. Nó vợ mới ăn này lần đầu tiên á. Ngon không? Quá không? Chắc hồi đó giờ mình đi ăn tiệm không chứ ở nhà đâu nấu đâu béo. Không không. Ủa chú Khang, củ này ăn được chú Khang? Được hết. Ngon quá không? Cái vị thuốc mình nấu ở trong đây là ăn được hết. Ok. Để giúp đó. Cho nó sôi. Tiệm ngon không? Ở cái này không dễ nên lăn quá không phải không? Như là không phải, không biết luôn. Không phải. Em tưởng tượng á, chứ em không biết nữa. Ngon quá. Nè, cái bánh thịt bò. Nè, đúng mềm luôn. Nè, đúng rồi. Đúng là tâm bổ hơn lệ ngày hôm qua nè. Hôm qua giặt nguyên một ngày, bữa nay là chị qua ăn ốc và ăn chơi cả nhà. Cái này mới ăn thiệt nè. Chị em tưởng đâu hay nấu cái này sắc lát hay giống như bò ăn lẩu thái chứ. Không có. Cái thịt bò mình sắc ra mình nấu á, nó già nó hết nước hết nè. Nó không còn gì gọi là mùi thịt bò á.
nó không có ngon và nó không có ngọt cái độ ngọt của nó nữa. Cái này là anh em mình phải để lại mới được, để nguyên rồi sắc ra nấu mấy món này là mình phải để nguyên rồi sắc ra sao đó nha, chứ không thể nào mình sắc ra trước ăn nó không có ngon lành vậy chứ. Chịu khó mình lâu lâu xíu gì đó nhưng mà nó ngon. Ở nhà anh hay nấu sắc miếng vịt vừa ra tiệm ăn bún bò sắc bóng mỏng lét như lửa làm. Nhìn mình bên này hỏi cái bài luôn phải chú sẽ tròn ha. Chả xong này sẽ giòn, sẽ tròn và chết. Giờ mới ghim về bộ sưu tập rau của mình á. Ca này đó giờ con không biết đâu á. Cứ nghĩ là tạo chỗ đẹp thôi chứ không có nghĩ là ăn hả? Con chạy nghe con thấy. Em thấy cái sợi đất son kia loại màu trắng ở màu xanh đúng kia rồi, đúng cái rồi, màu đúng tím rồi. Này. Đúng rồi. Đó là loại cải. Bữa nào mình mua giáo vô nhãn luôn đi, hai ba loại. Không biết cái này. Ăn nghe mùi thuốc không? Nghe. Không. Hương vị khác, Minh Hồng Hương ăn hương vị khác. Đó giờ mới ăn lần đầu tiên luôn hả Minh? Dạ. Mũi đã hơn. Lấm. Cái này mới gọi đúng là bò bổ nè cả nhà. Thầm thuốc bắc à. Bất lửa lên được bếp. Như vậy để cứ. Ôi, có này ngủ tầm bờ nữa rồi. Tại vì mát quá lạnh luôn. Nè, cái này, miếng bò nè. Trời ơi, nó rất là mềm luôn. Cái này là khi mình đi ăn bò thì cũng bắt ở đâu có này có gân người nè, nó còn lắm tới nè. Dạ. Dạ, em mấy chú có được thưởng thức nhiều món lạ không? Dạ nhiều. Cái này món này chắc con chưa ăn hả? Dạ chưa. Không biết luôn. Không biết luôn hả? Dạ nghe hút bắt chứ không biết. Tính ra cái gói này là ăn được hơn mà đi ra nhà thuốc uống mua rồi. Cái này mình mua ở đâu ha? Cái này chị hay cũng mua ở đâu hay cũng không biết nữa. Nhưng mà cái gói ngoài ra mà nhà thuốc bắt á, người ta kêu người ta lấy cái vị nấu thuốc á, nó không có ngọt. Nó không có đủ vị giống như cái này. Giống như người ta vẫn bán ra một nấu thuốc bắt á, nhưng mà nó có mùi thuốc chứ nó không có đủ vị giống như cái này. Này thấy quá tệ thành phần luôn. Lúc mua có mấy thằng lần à, lúc mà mua thì nó bắt à. Dạ. Nó nóng. Nó nóng. Cho hơi mượn dữa. Chấm này đúng điệu luôn không? Ngọt. Chấm cái nó dính hết cục thịt bò luôn. Nhưng mà nó ngọt ngọt, nó mặn mặn. Ăn vô thơm cái mùi mà thuốc nữa. Tới luôn rồi, con Minh lại tới một chuyện luôn rồi. Hồi đó lúc mà anh Khang cho có cái cọng gì á, hay nói hay nấu mà hầm một tiếng mấy đồng hồ luôn, nhưng mà ăn cái cọng nó vẫn còn ngọt. Đó. Mà hai không biết cái cọng nó kêu bằng cái cọng gì vậy. Có nhãn quyền mình nữa nè. Nhãn khô, sấy. Tại sao người ta lại kêu là nhãn nhục nè. Em cũng không biết luôn. Cái lục nhãn. Hả? Cái lục nhãn. Nó đế từng bậy luôn. Vinh không hiểu luôn á. Còn nói với cái chú Kha với chú Vinh chứ ngồi cười thôi là con biết rồi đó. Vinh không xác định được luôn á. Vậy nè, kinh lên. Bỏ chén kia, cái chén này lên chấm cho nó đậm đà mà nó không bị nhiễu nữa. Chấm cái nằm dưới luôn rồi. Bỏ cái chén này xuống, bưng cái chén kia lên. Đó. Như vậy con ăn nó sẽ dễ hơn. Đã không? Đó. Đúng hả? Đúng cái khao ầm à. Hai hàng lỏng này không khi nào tốn nước. Dán à. Đậu quá. Ngay cho cô mình thử món mới nữa. Mấy món này thì anh ăn nhiều rồi. Em cũng ăn mà ăn lâu lắm mà. Cô bé chắc cũng ăn ở ngoài tiệm chứ đâu ở nhà mình tự nấu hả? Không, nhà không nấu. Còn cái mùi vị nó có đậm đà bằng không? Có, mà nó làm lợt lợt. Cái mùi nó đặc biệt là cái mùi nó đặc nhớ à. Nó hơi hơi à, giống như mùi nước tương à.
ăn có mùi thuốc luôn hả? Ừ. Có mùi thuốc rất là nhẹ. Chắc là nó bỏ vô chừng dĩ hai dĩ nó nấu chừng 30 lít nước luôn. Nhà đó lúc trước chị hai lúc có bầu cũng bên cũng hay chở nó đi ra qua bên xã chợ qua xã. Gà tèm nhưng mà nó vẫn có màu đen, vẫn có hơi dễ thuốc á, nhưng mà nó không có cái hương. Cái lộn cái nước nó không có cái hậu. Gió xe xe lạnh mát húp cái lẩu thì hôi quá trời, chấm miếng chấm tiếng gió không quá trời gió luôn, chấm miếng chấm cay cay nữa. Cái thời đừng sạch nha. Dễ sạch con. Ăn lấy tay bút nhiều mắt. Này đi cho quân kiếm mà. Gì hơn nhiều. Có tự quân không? Thì có cái món này anh em mình sang cái đường nãy lúc mà tới đi chợ. Ừ. Cái mua cái bì này bé không có kiểm tra cái nhà. Thường thường bì trứng là công nhuyễn. Đúng rồi, cái cô đó bán không đưa bỏ bịch luôn á, đợi em đưa cô Minh cầm luôn. Giờ nhà phát hiện. Như hai anh em có coi hồi đó giờ hai anh em tưởng là mì trứng là mì công nhuyễn á. Cái này có mì công nhuyễn hay không không? Không biết đâu, không biết mì mì tức. Mà nó mềm hơn nữa, mình luộc nó mềm lắm. Cộng đây nó hơi cứng cứng. Nó hơi cứng. Con biết không mì tức là mì gì đâu, mấy đi theo chú Kha đó. Nè. Gì không hỏi hả? Nghe mày tính, mày tính biết mày gì đâu. Cho thêm miếng lửa đi, cưa bẹp lên miếng lửa cho sôi cho mình. Con chan vô cái. Nó sôi sôi con chan rồi. Rồi con để gì? Con để như chú vậy nè. Cho đó con móc con thịt, con chấm con ăn thịt. Rồi để thôi cho mỹ mềm. Để cho mềm không? Đúng. Bữa nay mát dữ lắm nha. Mát lắm mày quá. Thì tối ngủ tùm mình. Cái này mà có nghĩ thôi miếng đi bếp miếng đi cho miếng thôi dạ hai cái nó hơi dài hai ba cãi thì nó lắm lắm cho miếng đi cái này mình nấu nghe nói cái nấu canh thịt bầm cũng ngon lắm nè. Mới lên tới mình xin Minh đây xin đem về Bình Tòng bữa con thấy đẹp đẹp con đi xin về Bình Tòng rồi đó. Mà nói chuyện quay trở lại không quên xin luôn. Đâu biết cái vụ nó ăn được đâu. Nó biết ăn được đâu. Đó lúc mà mình bán gà nướng chị mới giao chị có thấy giao mà để chung nguyên một thao tổng lõn á. Có cái này nè. Em tưởng đâu là chỉ cái loại xà lách son màu xanh thôi. Đâu có nghĩ là nó có cái màu này đâu. Tại chị bán em cũng không để ý nữa. Mà này màu đẹp quá. Không biết loại này là loại gì nhưng mà nó có màu gì đó. Nó là xà lách son. Nó ăn cân ngọt lắm. Với lại nó giòn. Vô ăn được thì mới đem về phòng. Nó thứ ba thì em cũng ăn nhiều lắm chứ bộ giỡn à. Còn cái hồ nước này nhiều lắm, coi vậy nhiều lắm á. Nhiều nước lắm á. Mà nó 120 lần. Nước ngon. Cái gà này cho chắc khú nó gà nó ngọt ngọt nhiều đã. Trời ơi, Kha mai mốt mà ví dụ mà Kha có ăn nữa, Kha nếu mà không mua cái gói giống như hai mà Kha gây nhà tôi quát Kha mua đi nấu ăn lại nhá nè. Nó chỉ có cái mùi thuốc thôi chứ nó không có cái hậu ngọt như vậy. Hồi nãy mốt nhà có vợ cái chị hai mua hút bắt giùm. Giống bồ bổ em bé không? Nó chở với hai mình đi ăn mà. Tại vì thôi thường mua một gấu như vậy cái nhà nấu tầm 3 lít cũng 2 lít nước à, ít nhiều. Mình nấu ra nguyên nhà mình ăn không hết đâu. Chú hai nước ít thịt hai đứa cháu mình húp nước quá là luôn. Hai chỉ húp một tiếng đầu tiên với hồi nãy cộng mì cộng rồi hai cắt luôn cái nước hai ăn nữa hả? Ăn queo luôn. Thôi để hơi chào cả nhà xong rồi còn miếng nước còn lại húp luôn. Để bồn. Thôi vậy thôi, không chơi kiểu luôn. Để hai mình ăn chào, mình đáng đáng mình ăn chào cái nhà làm mình nhiều quá. Bye anh em tạm biệt cái này nha. Bye cả nhà. Không có thấy không? Thấy không? Hết. Cũng không được ngon. Cái nào là tiếng ăn mà. Bắt đầu.